Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể lên thớt chờ chẫm tổng gọi. Thế là người thứ mấy? Ông Nguyễn Văn Thể đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng của Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Ở vị trí của ông Thể, Đinh La Thăng từng tiến công vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, sau khi Đinh La Thăng ngã ngựa, những người kế nhiệm của ông Thăng không thể vào Bộ Chính trị bởi những người từng là Thứ trưởng dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng đều ít nhiều dính đến tiêu cực. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin được chia sẻ, từ tháng 7, ông Nguyễn Văn Thể có thể sẽ bị thuyên chuyển về Ban Kinh tế Trung ương để chám vào vị trí của ông Nguyễn Thành Phong, Phó Ban Kinh tế Trung ương, là vị trí mà ông Đinh La Thăng đã từng ngồi trước khi bị sổ khám. Vì thế, cũng có một số bạn đọc có ý kiến cho rằng phế Phó Ban Kinh tế Trung ương không phải cái ghế mà đó là cái thớt để ông Tổng Trọng chuẩn bị chạm những quan chức muốn tham nhũng hoặc đã từng tham nhũng. Câu nhận xét có tính hài hước thật nhưng cũng rất chi lý, bởi ông Nguyễn Thành Phong thì đã bị cho ra khỏi đảng và ông đang đợi hoặc về vườn hoặc vào khám bóc lịch. Như vậy, cái thớt tại Ban Kinh tế Trung ương đang trống và người lên thớt ấy là ông Nguyễn Văn Thể, đương kim Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nguyễn Văn Thể hiện nay không phải là phe ông Tổng mà cũng chẳng phải thân thiết gì với ông Thủ tướng. Hiện nay, ông Thủ tướng cũng muốn ông Thể rời khỏi Bộ Giao thông Vận tải để cánh tay phải của ông chính là Trần Văn Sơn tiếp quản. Ông Phạm Minh Chính đang có rất nhiều dự án của ngành giao thông vận tải kiếm tiền khủng cho các sân sau, nên việc đẩy ông Thể đi cũng hợp với bài toán của ông Thủ tướng. Được biết, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 7 Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 bị khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức cho thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó có một người đã bị tuyên án sơ thẩm, 3 người bị khởi tố bắt tạm giam. Không biết ông Nguyễn Văn Thể sẽ là người thứ mấy, rất có thể sẽ là người thứ 8 hoặc các thứ hạng khác. Đã về Phó Ban Kinh tế thì không chạy đâu cho khỏi nắng. Vấn đề bị khai trừ khỏi Đảng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang chuẩn bị lên thớt. Với cấp Ủy viên Bộ Chính trị và những người trong tứ trụ thì ông Tổng vất vả đối phó. Chứ với Ủy viên Trung ương Đảng thì việc triệt hạ họ không phải là vấn đề gì khó với ông Tổng. Có người thì nói rằng ông Tổng đốt lò rất bài bản. Có khi ông lựa củi cất vào kho rồi ông mới đốt. Mà nhà kho của ông chữ củi ấy chính là Ban Kinh tế của Trung ương. Ngoài ra còn có một kho dự bị, đó là Ban Tuyên giáo của Trung ương. Một khi Nguyễn Thành Phong đã được đưa ra khỏi kho, thì việc ông Nguyễn Văn Thể bị chám vào đó chỉ là vấn đề khi nào ông Trọng sẽ quyết định. Và việc hạ ông Nguyễn Văn Thể cũng là hợp ý dân. Tuy nhiên, hạ ông Thể nhưng có dẹp được các bốt bẩn hay không lại là điều mà vấn đề nhiều người dân trong cả nước đang quan tâm. Ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò vì mục đích đấu đá nên nhiều khi bắt quan tham cho vào lò. Ông lại không đói hoài gì đến việc khắc phục hậu quả do những quan chức đó gây ra. Đấy là vấn đề nhức nhối hết bao nhiêu năm qua. Cũng mới đây, ông Nguyễn Văn Thể đã cho sống dậy bốt bẩn cài lậy, nhưng cũng không nghe Trung ương nói gì về vấn đề này. Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn lơ việc làm này của ông Nguyễn Văn Thể. Đây là hình ảnh, tính đến nay đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ. Cuộc chiến đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang tiếp tục. Người dân đang chờ ông Trọng đốt thêm bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị sau Đinh La Thăng, chứ người dân giờ như đã lờn thuốc. Ủy viên Trung ương Đảng đầy ra đó, vụ án Việt Á đã dính tới bí thư tỉnh, mà nguồn củi bí thư tỉnh hiện nay thì đang rất nhiều. Việc hạ thêm một ủy viên Trung ương Đảng cấp hàm ngang với bí thư tỉnh ủy không có gì là to tát cả. Mức độ sai phạm của ủy viên Bộ Chính trị còn kinh khủng hơn ủy viên Trung ương Đảng, vì ủy viên Bộ Chính trị có quyền lực lớn hơn và sai phạm của tứ trụ thì sức tàn phá của nó cũng không bằng. Nhưng như luật bất thành văn, tứ trụ không thể sổ khám, thế mới là thất vọng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin điểm mặt những ai bị viết đơn từ chức và ai bất tuân. Có người nhận xét với Thời báo .d rằng ghế thì ít mà quan chức thì nhiều quá nên ông Tổng đốt không biết bao nhiêu thì câu chuyện đấu đá cũng không giảm đi. Trước đây hầu hết là quan chức trung ương ngồi hết ghế đến nhiệm kỳ, nhưng những năm gần đây nhiều người không thể bò đến hết nhiệm kỳ cho được. Có người thì rút về âm thầm, có người thì phải bỏ mạng.
lên hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đang đốt lò. Trước đây, ông Đinh Thế Huynh rút về giữa nhiệm kỳ được cho là may mắn, bởi như ông Trần Đại Quang phải mất mạng giữa nhiệm kỳ với cái chết hết sức bí hiểm. Việc đấu đá càng lúc càng khốc liệt, như thế chủ tịch nước được xem như giải an ủi cho những ai đấu đá thất bại sẽ ngồi vào đó. Tuy nhiên, hiện nay chiếc ghế hữu danh vô thực này họ cũng đang giành nhau rất căng thẳng. Cho đến nay, chiếc ghế của ông Chủ tịch Phúc ít nhất có hai nhân vật đang nhòm ngó, đó là ông Tô Lâm và ông Võ Văn Thưởng. Từ nhiều năm nay, chính trường của Liên đoàn Cộng sản Việt Nam tại Trung ương đã chứng kiến nhiều cách triệt hạ khác nhau, từ nhân đạo cho đến tàn ác và âm thầm bí hiểm. Trong tàn ác có tàn ác và cực kỳ tàn ác. Tùy tình huống mà kẻ thắng cuộc có thể tính toán cách nào có cho họ rời khỏi chiếc ghế theo một cách họ muốn. Nhân đạo nhất là rời ghế mà còn tỉnh táo, còn tàn ác nhất là biến kẻ thua cuộc thành người thiên cổ. Theo Thời báo .d được chia sẻ, Hội nghị Trung ương 6 sẽ là ngày phán quyết cho nhiều người. Bên mạnh hơn vẫn chưa chắc thắng, nhưng cũng đã đặt điều kiện với những đối tượng thua cuộc phải rút lui. Và giải pháp ổn cho tất cả các bên là viết đơn xin từ chức. Hai nhân vật mà bên đốt lò nhắm đến đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, bên yếu thế vẫn chưa muốn rời ghế, bởi quyền lực đi liền với khúc ruột nên không ai muốn nhả chiếc ghế của mình cho người khác cả. Ông Vũ Đức Đam thì bị quy kết là yếu kém trong hai bộ do ông quản lý, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Có thể nói rằng trước khi vụ Việt Á xảy ra, uy tín của Vũ Đức Đam với người dân là khá lớn. Tuy quyền của ông Vũ Đức Đam không lớn, ông chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng việc chất phế ông Đam cũng đang gặp phải sự phản đối ngay trong Bộ Chính trị. Còn Trung ương Đảng thì người ủng hộ ông Đam còn khá đông. Ông Đam biết điều đó và ông Tổng cũng biết điều đó, nên ông Tổng dù cho tóm ông Nguyễn Thanh Long cũng chưa dám tóm ông Vũ Đức Đam. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đang bị đề nghị viết đơn xin từ chức. Hiện nay bứng ông Đam là không dễ, và ông Đam cũng hoàn toàn có lợi thế và lợi dụng uy tín còn khá lớn để khước từ lời đề nghị từ chức. Vẫn chưa biết ông Đam sẽ chọn hướng nào, và liệu ông viết đơn từ chức hay ông lơ luôn chuyện ông Tổng ở lại ghế Phó Thủ tướng. Bởi ông Đam khi đã bị ông Tổng muốn nhổ thì ông cũng là người theo phe chính phủ. Đằng sau ông Đam là Phạm Minh Chính. Xem ra ông Đam có thể bám ghế tiếp tục ở lại. Đối với ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bắt ông Phúc viết đơn từ chức cũng rất khó. Ông Phúc rất tham vọng quyền lực. Ý kiến từ bên trong cho biết như vậy, ông Chủ tịch nước hiện nay tham vọng quyền lực không khác gì cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây. Tuy ông Chủ tịch nước ngồi ở ghế hữu danh vô thực, ông Chủ tịch nước là đơn thương độc mã so với ba nhân vật khác trong tứ trụ, nhưng bứng ông Chủ tịch nước không hề đơn giản. Bởi ông Phúc từng là thủ tướng, người trên ủng hộ ông không có, nhưng người dưới ông, đặc biệt là các ủy viên Trung ương Đảng, ủng hộ ông Phúc còn không ít. Đây là hình ảnh liệu ông Chủ tịch nước sẽ phản ứng ra sao với lời đề nghị viết đơn xin từ chức. Theo một số thông tin từ nội bộ cho biết, thì ông Phúc làm lơ lời đề nghị viết đơn từ chức nên phe đốt lò đã cho ông đi Nhật như trưởng thường dân, như là cách tỏ thái độ. Không biết khi ông Chủ tịch nước từ Nhật về đã thay đổi ý định này hay chưa, hay vẫn cố chờ đến Hội nghị Trung ương 6 thì mới biết rõ. Đấy là hai trường hợp đang bị ép từ chức, mỗi người đều có một thế dựa riêng để có thể vẫn bám vào chiếc ghế của mình. Liệu ai sẽ bám được ghế thì sẽ không còn lâu nữa để nhận ra điều đó.